Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mới đây, bão nhiệt đới Maria đã đổ bộ vào miền Bắc Nhật Bản, chút lượng mưa trong 24 giờ, tương đương một tháng, và buộc nước này phải hủy hàng chục chuyến bay. Theo hãng tin AFP, cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết bão Maria, được phân loại là bão nhiệt đới dữ dội, đã đổ bộ vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng ngày 12 tháng 8 theo giờ địa phương, gần thành phố Ofunato thuộc tỉnh Iwate, đông bắc Nhật Bản. Cơn bão đã gây ra lượng mưa lớn tới 362mm trong vòng 24 giờ, tính đến sáng 12 tháng 8 tại thành phố Kuji, lượng mưa cao nhất kể từ khi dữ liệu được ghi chép vào năm 1978. Cơ quan trên cho biết Bão đạt sức gió lên tới 126 km một giờ và đang di chuyển về phía tây bắc với tốc độ 15 km một giờ. Dự báo miền Bắc Nhật Bản sẽ hứng lượng mưa lớn và kéo dài. Lượng mưa có thể lên tới 300 mm trong một ngày đến tối 12 tháng 8, 150 mm đến 200 mm trong nhiều giờ tiếp theo tính đến tối thứ tư ngày 14 tháng 8. Các quan chức thời tiết nước này cũng cảnh báo về sạt lở đất lũ lụt ở những vùng trũng thấp và tình trạng nước sông dâng cao tràn bờ. Bão Maria đã làm gián đoạn giao thông hàng không, đường sắt và đường bộ, chủ yếu ở vùng Đông Bắc Nhật Bản. Đài truyền hình NHK đưa tin, cơn bão đã buộc Nhật Bản phải hủy các chuyến bay đến khu vực phía Bắc, trong đó có 78 chuyến bay của hãng Japan Airlines và các chuyến bay của hãng All Nippon Airways. Mới đây, chính quyền thành phố Kuji thuộc tỉnh Iwate, miền Đông Bắc Nhật Bản, đã ban bố mức cảnh báo cấp cao nhất đối với một số khu vực trong bối cảnh bão Maria mang theo mưa lớn tràn vào vùng Tohoku. Người dân được khuyến cáo sơ tán hoặc sẵn sàng các biện pháp ứng phó để đảm bảo an toàn. Cảnh báo khẩn cấp cấp 5 đã được ban bố cho một số khu vực thuộc thành phố Kuji, trong đó có các khu vực Nagauchi và Kokuji nằm trong lưu vực sông Nagauchi. Trước đó, vào khoảng 10 giờ sáng ngày 12 tháng 8, Đập Taki thuộc thành phố này đã phải xả lũ, khiến mực nước sông dâng cao. Cấp 5 là mức cao nhất trong thang cảnh báo thiên tai tại Nhật Bản. Trong trường hợp này, chính quyền khuyến cáo người dân nhanh chóng tìm nơi trú ẩn trong các tòa nhà gần đó hoặc di chuyển lên các vị trí cao hơn của tòa nhà nơi họ đang ở. Cơ quan ứng phó hỏa hoạn và thiên tai Nhật Bản cho biết đến nay chưa ghi nhận thiệt hại hay thương vong do ảnh hưởng của bão Maria. Tuy nhiên, nhà chức trách đã cảnh báo về nguy cơ lũ lụt và lở đất, đồng thời khuyến cáo 170.000 cư dân ở Iwate và các tỉnh Aomori và Miyagi lân cận nhanh chóng di tản đến nơi trú ẩn tỉnh Iwate cho biết có khoảng 2.000 người đã đến nơi trú ẩn vào sáng sớm ngày 12 tháng 8. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản GMA, một trận động đất đã xảy ra vào khoảng 12 giờ 29 phút giờ địa phương, tức 10 giờ 29 phút giờ Việt Nam, ngày 10 tháng 8, ở phía nam biển Okhotsk, gần vùng duyên hải tỉnh Hokkaido, Nhật Bản, không có cảnh báo sóng thần sau động đất. Nhật Bản hiện đang gấp rút chuẩn bị ứng phó với nguy cơ xảy ra siêu động đất sau khi GMA ban hành cảnh báo sau động đất có độ lớn 7,1 ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Miyazaki ở rìa phía tây của rãnh Nankai làm rung chuyển khu vực Tây Nam nước này. Các chuyên gia cảnh báo nếu siêu động đất xảy ra, các đợt rung chấn mạnh kèm theo sóng thân cao có thể tàn phá trên diện rộng. Từ vùng Kanto ở phía Tây bao gồm Tokyo đến vùng Kyushu và Okinawa ở phía Nam. Thông báo của JMA liên quan đến rãnh Nankai, một rãnh đại dương. Đây là nơi cứ 100 đến 200 năm lại xảy ra những trận động đất có độ lớn lên đến 8 9 độ. Chính phủ Nhật Bản từng ước tính trận động đất lớn tiếp theo sẽ xảy ra trong vòng 30 năm tới với xác suất khoảng 70%. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng rủi ro vẫn còn thấp. Trước đó, một trận động đất có độ lớn 5,3 cũng đã làm rung chuyển khu vực Kanagawa gần Tokyo vào ngày 9 tháng 8 kích hoạt tính năng báo động khẩn cấp trên các thiết bị điện thoại di động và tạm thời làm gián đoạn hoạt động của tàu cao tốc. Hầu hết các nhà địa chấn học đều cho rằng trận động đất này không liên quan trực tiếp đến dãy Nan cai vì hai khu vực này ở cách xa nhau. Các bài đăng giác lợi dụng tâm lý sợ hãi về khả năng xảy ra động đất lớn đang tràn lan trên nền tảng mạng xã hội X. Đài truyền hình NHK cho biết các tin giác được ngụy trang dưới dạng các mẹo hữu ích liên quan đến động đất đang được đăng tải vài giây một lần trên X với các liên kết dẫn người dùng đến các trang web đen hoặc các trang thương mại điện tử. Nằm trên bốn mảng kiến tạo lớn, quần đảo Nhật Bản với 125 triệu dân, chứng kiến khoảng 1.500 trận động đất mỗi năm, hầu hết là các trận động đất nhỏ. Ngay ngày đầu năm nay, một trận động đất có độ lớn 7,6 và các dư chấn mạnh đã xảy ra trên bán đảo Noto, khiến ít nhất 318 người thiệt mạng, phá hủy các tòa nhà và nhiều tuyến đường giao thông. Giới chức Nhật Bản cũng đã kêu gọi người dân tránh tích trữ hàng hóa Giữa lúc những lo ngại về khả năng xảy ra động đất lớn đã làm tăng vọt nhu cầu đối với các trang thiết bị, dụng cụ cứu hộ thiên tai và nhu yếu phẩm hàng ngày. Theo thông tin được đăng tải trên truyền thông Nhật Bản, nhiều công ty bán lẻ dọc theo bờ biển Thái Bình Dương cũng ghi nhận nhu cầu cao tương tự đối với các mặt hàng liên quan đến phòng ngừa thiên tai. Các nhà chức trách Trung Quốc cho biết, hơn 80.000 người ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam nước này đã được lệnh sơ tán do mưa lớn xảy ra trong những ngày gần đây. Theo các cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp của Tứ Xuyên, mưa lớn đã xối xả chút xuống một số thành phố và huyện trên địa bàn kể từ ngày 9 tháng 8, gây ra lũ quét khiến nhiều nhà cửa bị hư hại. Hiện chưa có báo cáo về thương vong. Chính quyền địa phương đã tăng cường công tác kiểm tra giám sát để phòng ngừa các thảm họa thứ cấp do mưa gây ra, cũng như sơ tán người dân của các khu vực dễ bị lũ lụt. Trước đó, thành phố Khang Định thuộc tỉnh này cũng đã hứng chịu trận mưa lớn gây lũ quét và lở đất nghiêm trọng. Nhà chức trách cũng đã nhận được báo cáo về ít nhất 27 trường hợp thiệt mạng hoặc mất tích do thiên tai. Vừa qua, cơ quan nhà nước Trung Quốc phụ trách kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 đối với lũ lụt ở Bắc Kinh cũng như thành phố Thiên Tân và tỉnh Hà Bắc ở lân cận. Dự báo trong những ngày tới, mưa lớn sẽ chút xuống một số khu vực của khu tự trị Nội Mông. Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, các khu vực khác ở Đông Bắc và lưu vực Tứ Xuyên. Bộ quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc đã kêu gọi các khu vực bị ảnh hưởng do mưa lớn đẩy mạnh công tác kiểm soát lũ lụt trong giai đoạn này, sơ tán người dân, đảm bảo cung cấp đủ nguồn lực, tạm dừng hoạt động của các cơ sở dịch vụ. Cơ quan kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán cũng duy trì ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 đối với lũ lụt ở Nội Mông, Cát Lâm, Hắc Long Giang và Tứ Xuyên. Trong khi đó, Ủy ban quốc gia về giảm nhẹ thiên tai duy trì ứng phó khẩn cấp cấp độ 2 tại tỉnh Hồ Nam do lũ lụt tàn phá. Trung Quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp 4 cấp độ để kiểm soát lũ lụt, trong đó cấp độ 1 là mức ứng phó khẩn cấp nhất. Trung Quốc đang đối mặt với hàng loạt trận mưa lũ khắc nghiệt bậc nhất trong lịch sử kể từ khi hứng chịu siêu bão Gimi hồi cuối tháng 7. Theo Tân Hoa Xã, 87 con sông ở 7 tỉnh gồm Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh, Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tây, Quảng Đông và khu tự trị Nội Mông ở miền Bắc Trung Quốc đã chứng kiến mực nước dâng cao. Mưa lớn ở tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc cũng đã gây ra ba vụ vỡ đê trong vòng chưa đầy 20 giờ và buộc hàng nghìn người dân phải sơ tán khi nước lũ vượt qua ngưỡng kỷ lục. Đối phó tình trạng thiên tai khắc nghiệt, Trung Quốc đã áp dụng các công nghệ cao như vệ tinh và radar trong công tác cứu trợ thiên tai. chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau